Chào các bạn đã đến với kênh Top Sao Hàn, nơi mà các bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất, hot nhất về các ngôi sao K-pop. Và các bạn đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like, subscribe và nhấn vào cuộc chuông thông báo để nhận về cho mình những thông tin mới nhất nhé. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong ngày. Mới đây thì tạp chí Variety nổi tiếng của Mỹ đã chỉ trích Blackpink hát nhép tại lễ trao giải MTV VMA 2022. Tạp chí hàng tuần nổi tiếng của Mỹ là Variety đã bình chọn những khoảnh khắc đẹp nhất và tồi tệ nhất của lễ trao giải MTV VMA 2022 vào ngày 28 tháng 8. Theo Variety thì tình trạng hát nhép ở VMA 2022 là tệ nhất. Họ nhấn mạnh có vẻ như tại VMA năm nay, sai sót dễ thấy nhất là tình trạng hát nhép rõ ràng. Ngoài Blackpink thì Variety còn đề cập đến Antina và Flomilly là những minh chứng rõ nhất của việc hát nhép. Họ chú trọng cho những màn vũ đạo tuyệt vời nhưng lại ít quan tâm đến việc hát. Trên thực tế thì Blackpink đã biểu diễn AR, tức là hát đè với bản thu có đầy đủ âm thanh nhạc cụ và giọng hát, chứ không phải là MR, tức là hát live hoàn toàn với bản thu sẵn âm thanh của nhạc cụ, khiến Blackpink bị tạp chí Variety cho là hát nhép. Tuy nhiên, một số fan cho rằng không thể gọi màn trình diễn của Blackpink tại VMA là hát nhép, bởi qua video có thể thấy cả nhóm luôn cố gắng hát to hơn tiếng nhạc nền phía sau. Trái ngược với nhận xét của Variety thì tạp chí Billboard thậm chí còn xếp sân khấu Pink Venom của nhóm thuộc top 2 màn trình diễn ấn tượng nhất tại VMA 2022. Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận Blackpink là nhân vật được chú ý bậc nhất tại VMA năm nay. Bước vào showbiz với tư cách là thành viên của Blackpink, Rosé đã không ít lần làm nên kỳ tích và nổi danh khắp nơi. Ngoài giọng hát được ví như âm thanh của nàng tiên cá, nữ idol 25 tuổi này còn nhiều lần gây sốt cõi mạng bởi vẻ đẹp ngọt ngào của mình. Mới đây thì Rosé đã lần nữa khiến netizen xôn xao khi tung ra bộ ảnh trong lần hợp tác cùng thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Cô nàng còn vinh dự được nhãn hàng chọn mặt gửi vàng, trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu. Xuất hiện với mái tóc trắng ánh hồng vừa cá tính vừa mạnh mẽ, từ Rosé toát ra loại khí chất đặc biệt đan xen giữa nét đẹp Á Đông truyền thống và sự hiện đại của phương Tây. Điểm đáng chú ý nhất là khuôn mặt với những đường nét rất thanh mảnh nhẹ nhàng, cộng thêm lối trang điểm tông hồng trẻ trung lại càng khiến nữ ca sĩ giống như nàng công chúa. Có thể nói Rosé chính là bông hoa hồng đang thời kỳ nở rộ của làng giải trí xứ Hàn. Đi cùng với những thành công của Blackpink và của riêng bản thân mình, Rosé sẽ còn tỏa sáng và có chỗ đứng cao hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm đồng hành cùng Top Sao Hàn và các bạn đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách nhấn like và subscribe. Nếu các bạn thấy hay, hãy chia sẻ đến những người thân yêu của mình. Nếu như các bạn đang có những ý kiến đóng góp, hãy để lại xuống comment phía bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì Thu Hằng phải nói lời chào tạm biệt với các bạn đây. Xin chào và hẹn gặp lại.